Cô giáo Mignon chào mừng các bạn và các em đến với bài học mới. Trước khi đi tìm hiểu vào nội dung bài học, các em hãy cùng tham gia một trò chơi đi chợ. Mỗi nhóm sẽ có 4 đến 6 học sinh và coi là một gia đình. Các em quan sát giá cả các sản phẩm có trong cửa hàng để mua sắm. Đây là cửa hàng trưng bày các sản phẩm có ghi giá sẵn và mỗi gia đình sẽ có 3 lần mua sắm, mỗi lần có 200.000. Lần đầu là gia đình em sắp tổ chức đi chơi trong một ngày. Lần 2 mua sắm cho gia đình em dọn nhà đón Tết. Và lần 3 là gia đình chuẩn bị bữa tiệc chúc mừng sinh nhật. Sau khi chơi, em rút ra được ý nghĩa của trò chơi, đó là biết kiểm soát chi tiêu. Chi tiêu có kế hoạch là một việc làm thông minh. Việc này sẽ giúp chúng ta chi tiêu hợp lý, tiết kiệm chi phí và để dành được tiền cho các sự việc phát sinh ngoài ý muốn, đầu tư sinh lời, vân vân. Chi tiêu không hợp lý sẽ khiến tiền bạc cạn dần, dù kiếm được nhiều tiền đến bao nhiêu, và dần đến một lúc nào đó, khi một việc phát sinh xảy ra mà yêu cầu cần đến tiền để giải quyết thì sẽ không thể làm được. Để chi tiêu hợp lý, mỗi chúng ta cần phải có kế hoạch tài chính cá nhân. Vậy kế hoạch tài chính cá nhân là gì? Và cách lập kế hoạch tài chính cá nhân như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung bài 10, lập kế hoạch tài chính cá nhân. Ở bài 10, chúng ta sẽ đi nghiên cứu 4 nội dung. Một là khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân. Hai là các loại kế hoạch tài chính cá nhân. Ba là tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân. Và bốn là các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân. Một, khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân. Kem mở sách giáo khoa trang 61, đọc thông tin và trả lời câu hỏi. Thông tin như sau: là một sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hát vừa đi học vừa phải làm thêm để có tiền trang trải. Đã 3 năm trôi qua, Hát vẫn vững vàng thực hiện mục tiêu học tập, đảm bảo cuộc sống nhờ có kế hoạch tài chính cá nhân. Trước tiên là kế hoạch quản lý nguồn thu hàng tháng, gồm các khoản chu cấp của gia đình, tiền học bổng và tiền công làm thêm. Hát chia sẻ, để duy trì và cải thiện được nguồn thu, cần phải học tốt để có học bổng và tăng thu nhập từ việc làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Việc quan trọng hơn là phải xây dựng và thực hiện kế hoạch chi tiêu chặt chẽ, với mục tiêu đảm bảo chi trong khuôn khổ mức thu và có tiết kiệm. Năm nay, Hát đặt mục tiêu tiết kiệm 3 triệu đồng để học thêm ngoại ngữ bằng cách cắt giảm những khoản chi không cần thiết. Câu hỏi 1. Những vấn đề tài chính cá nhân Hát phải giải quyết là gì? Câu hỏi 2. Hát đã có kế hoạch tài chính cá nhân để giải quyết các vấn đề đó như thế nào? Đối với câu hỏi 1. Vấn đề tài chính cá nhân Hát phải giải quyết, đó là đối với tiền bố mẹ cho, thì Hát suy nghĩ làm thế nào để cân đối thu chi với khoản tiền bố mẹ chu cấp. Và đối với mục tiêu của bản thân, thì Hát phải nghĩ làm thế nào để có thể tiết kiệm được một số tiền để thực hiện mục tiêu cá nhân của mình. Hát đã có kế hoạch tài chính cá nhân như học tốt để có thể có học bổng và làm thêm, xây dựng và thực hiện kế hoạch chi tiêu tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi không cần thiết. Qua đó chúng ta có thể thấy vấn đề tài chính cá nhân đó là những vấn đề về thu nhập, về chi tiêu, tiết kiệm của mỗi người. Từ đó chúng ta đi đến kết luận, khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân. Kế hoạch tài chính cá nhân là bản kế hoạch thu chi giúp quản lý tiền bạc của cá nhân, bao gồm các quyết định về hoạt động tài chính như thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, v.v. để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang phần 2, hai nhỏ, các loại kế hoạch tài chính cá nhân. Trong cuộc sống có nhiều loại kế hoạch tài chính cá nhân khác nhau. Xét về thời gian thực hiện, có kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào phần A, kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn. Em hãy đọc câu chuyện của M để trả lời câu hỏi. Câu chuyện như sau, chỉ còn 3 tuần nữa là đến sinh nhật em trai M. Biết em rất thích chơi cầu lông, M vạch ra một kế hoạch sẽ tự mình tiết kiệm tiền để mua bộ vợt cầu lông làm món quà tặng em. M tính toán, để mua được bộ vợt phải có khoảng 500.000 đồng. Hiện tại M đã để dành được 300.000 đồng. Phần còn lại 200.000 đồng sẽ cố gắng tiết kiệm trong 20 ngày từ khoản tiền tiêu vặt bố mẹ cho. Như vậy mỗi ngày phải tiết kiệm được 10.000 đồng. M tự nhủ sẽ cố gắng thực hiện kế hoạch này để mang lại niềm vui bất ngờ cho bố mẹ và em trai. Câu hỏi là kế hoạch tài chính cá nhân của M nhằm đạt mục tiêu gì?
thời gian thực hiện bao lâu và cách thức thực hiện như thế nào? Trả lời, kế hoạch tài chính cá nhân của M nhằm đạt mục tiêu là mua bộ vợt cầu lông để tặng em nhân ngày sinh nhật. Thời gian thực hiện là 20 ngày và cách thực hiện là mỗi ngày phải tiết kiệm được 10.000 đồng. Từ đó chúng ta rút ra kết luận, kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn là bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện một mục tiêu tài chính trong một khoảng thời gian ngắn, thường là dưới 3 tháng. Đặc điểm là mục tiêu tài chính ngắn hạn thường là cân đối chi tiêu với mức thu nhập đang có hay tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ v.v. và thời gian thực hiện ngắn. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang phần B, kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn. Em hãy đọc tiếp câu chuyện của Hát để trả lời câu hỏi. Câu chuyện như sau. Đến thăm bạn, Quy rất ấn tượng với cuốn sổ ghi chép kế hoạch chi tiêu hàng ngày của Hát. Thấy vậy, Hát vui vẻ chia sẻ. Thời gian qua, có lúc mình chi vượt quá mức cho phép, nên mình đã đặt mục tiêu đảm bảo cân đối thu chi. Mình còn có mục tiêu sẽ tiết kiệm một khoản tiền trong khoảng thời gian 5 tháng để thực hiện kế hoạch về thăm gia đình. Để đạt được các mục tiêu này, mình phải ghi chép cẩn thận các khoản thu chi, xem xét cắt giảm những khoản chi không cần thiết, đồng thời có thể nhận thêm công việc làm thêm theo giờ để có thêm một khoản thu nhập nhỏ. Quy rất vui với kế hoạch của Hát. Câu hỏi như sau, kế hoạch tài chính của Hát trong 5 tháng tới nhằm thực hiện mục tiêu tài chính gì? Thời gian thực hiện có điểm gì khác so với kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn? Và cách thức thực hiện như thế nào? Trả lời, kế hoạch tài chính cá nhân của Hát nhằm đạt được mục tiêu là về thăm gia đình. Thời gian thực hiện là 5 tháng và cách thực hiện đó là Hát ghi chép cẩn thận các khoản thu chi, xem xét cắt giảm những khoản chi không cần thiết, đồng thời có thể nhận thêm việc làm thêm theo giờ để có thêm một khoản thu nhập nhỏ. Từ đó chúng ta rút ra kết luận, kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn là bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện một mục tiêu tài chính trong một khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng. Đặc điểm là thực hiện mục đích cân đối thu chi trong tiêu dùng hay tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, thời gian thực hiện từ 3 tháng đến 6 tháng. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang phần C, kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn. Em hãy đọc tiếp câu chuyện của M để trả lời câu hỏi. Nhờ việc thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân, trong suốt năm học lớp 9, M đã tiết kiệm được 1,5 triệu đồng để tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Anh trong dịp hè. Để thực hiện mục tiêu này, em đã xây dựng kế hoạch thực hiện những mục tiêu ngắn hạn như mỗi tháng có thể tiết kiệm được 100.000 đồng từ việc tính toán chi tiêu các khoản tiền bố mẹ cho hàng tháng. Ngoài ra, em còn thực hiện mục tiêu trung hạn, xin mẹ 5 chú gà con nuôi trong 4 tháng để bán lấy tiền. M rất vui với kết quả này và dự định sẽ tiếp tục thực hiện những kế hoạch tài chính cá nhân khác. Câu hỏi là kế hoạch tài chính cá nhân của M trong suốt năm học lớp 9 nhằm mục tiêu gì? Thời gian thực hiện so với kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn có điểm gì khác biệt và cách thực hiện như thế nào? Trả lời, kế hoạch tài chính cá nhân của M nhằm đạt mục tiêu là tiết kiệm được 1,5 triệu đồng để tham gia khóa học tiếng Anh. Thời gian thực hiện là trong suốt năm học lớp 9. Và cách thực hiện đó là mỗi tháng có thể tiết kiệm được 100.000 đồng từ việc tính toán chi tiêu các khoản tiền bố mẹ cho hàng tháng. Ngoài ra em còn thực hiện mục tiêu trung hạn, xin mẹ 5 chú gà con nuôi trong 4 tháng để bán lấy tiền. Từ đó chúng ta rút ra kết luận, kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn là bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện những mục tiêu tài chính quan trọng trong thời gian từ 6 tháng trở lên. Mục tiêu thường là có những khoản tiền lớn để thực hiện được các dự định trong tương lai. Thời gian thực hiện từ 6 tháng trở lên bao gồm kế hoạch thực hiện các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn để từng bước đạt được mục tiêu dài hạn. Như vậy chúng ta thấy việc lập kế hoạch tài chính cá nhân có vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Chúng ta chuyển sang phần 3, tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân. Việc lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân giúp cho mỗi người, thứ nhất là tính toán, cân nhắc nên dành những khoản chi phí cần thiết cho đời sống và học tập. Thứ hai là chủ động nắm chắc tình hình tài chính của bản thân để điều chỉnh cho phù hợp. Và thứ ba là duy trì được chi tiêu tài chính lành mạnh, không lãng phí, không bị thâm hụt hay nợ nần và còn tiết kiệm để thực hiện các mục tiêu tài chính quan trọng khác trong tương lai, giúp tự chủ trong cuộc sống. Và thứ tư là được mọi người tôn trọng, quý mến. Vậy cách lập kế hoạch tài chính cá nhân như thế nào? Chúng ta tìm hiểu sang phần 4, các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân. Bước 1 là xác định mục tiêu tài chính và thời hạn thực hiện. Bước 2 là theo dõi và kiểm soát thu chi cá nhân.
Bước 3 là thiết lập quy tắc thu chi cá nhân. Và bước 4 là tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân. Bước 1. Xác định mục tiêu tài chính và thời hạn thực hiện. Chúng ta tiếp tục đọc câu chuyện của bạn M để trả lời câu hỏi. Câu chuyện như sau. Lên lớp 10, nhà xa trường nên M phải trọ ở phố huyện để học. Hàng tháng, M được bố mẹ chu cấp cho một khoản tiền và dặn dò phải tính toán chi tiêu cho hợp lý. M đã tìm hiểu, học hỏi các anh chị lớp trên có hoàn cảnh như mình và được hướng dẫn cách lập kế hoạch tài chính cá nhân. Đầu tiên, phải xác định mục tiêu của kế hoạch, dựa vào đó để đề lên kế hoạch thực hiện. M đặt ra mục tiêu phải cân đối thu chi từng tháng, sao cho mức chi tiêu không vượt quá số tiền cho phép. Tiếp đến là mục tiêu tiết kiệm trong 3 tháng được 400.000 đồng để mừng tuổi ông bà, bố mẹ nhân dịp Tết cổ truyền. Và mục tiêu trong 9 tháng khi kết thúc năm học sẽ có được 800.000 đồng để mua xe đạp mới. Việc xác định các mục tiêu tài chính giúp M có động lực và định hướng cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân. Câu hỏi 1. Trong một năm học phải xa nhà, M đã xác định các mục tiêu tài chính cần thực hiện là gì? Thời gian thực hiện các mục tiêu đó trong bao lâu? Trong một năm học phải xa nhà, M đã xác định các mục tiêu tài chính cần thực hiện. Đó là 1. Là phải cân đối thu chi từng tháng, không chi tiêu vượt quá mức cho phép. 2. Là tiết kiệm trong 3 tháng được 400.000 đồng để mừng tuổi ông bà, bố mẹ. 3. Là trong 9 tháng tiết kiệm được 800.000 đồng để mua xe. Như vậy, để xác định được mục tiêu tài chính thì cần phải đánh giá được năng lực tài chính của cá nhân và nhìn nhận những điều cần thiết nhất để đảm bảo cuộc sống. Từ đó xác định kế hoạch tài chính cá nhân là ngắn hạn, là trung hạn hay là dài hạn. Bước 2. Theo dõi và kiểm soát thu chi cá nhân. Em hãy đọc tiếp câu chuyện của M và quan sát bản ghi chép của M để trả lời câu hỏi. M đã làm thế nào để theo dõi và kiểm soát được thu chi tài chính của mình? Theo em, việc theo dõi và kiểm soát thu chi có vai trò thế nào trong việc lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân? Trả lời cách làm của M. Nếu có lý do đột xuất khiến việc chi tiêu trong một ngày, tuần hoặc là tháng quá mức quy định thì phải điều chỉnh ngay vào ngày, tuần hoặc tháng tiếp theo bằng cách là cắt giảm chi tiêu để bù lại. Dù thực hiện mục tiêu tiết kiệm nhưng vẫn phải đảm bảo duy trì các nhu cầu thiết yếu để đảm bảo sức khỏe và học tập tốt. Việc lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân đã giúp cho M kiểm soát được tài chính của mình và giúp bản thân tiết kiệm hơn. Vậy bước 2, theo dõi và kiểm soát thu chi cá nhân là cần phải ghi chép đầy đủ các khoản thu chi, đặc biệt là các khoản chi. Tách được những khoản chi thiết yếu, đó là những thứ em cần, và những khoản không thiết yếu, đó là những thứ em muốn, để theo dõi, kiểm soát mức chi với mức thu nhập cho phép. Nếu chi vượt quá mức, phải nhanh chóng có phương án điều chỉnh để cân đối. Bước 3. Thiết lập quy tắc thu chi cá nhân. Đó là quy tắc đảm bảo chi tiêu không vượt quá mức thu cho phép. Phân bổ thu nhập cho các khoản chi và có tiết kiệm, sao cho không ảnh hưởng đến các khoản chi thiết yếu, tăng thu nhập nhưng không được ảnh hưởng đến kết quả học tập. Và bước 4 là tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân. Khi đã lập ra kế hoạch tài chính cá nhân, thì các em cần phải thực hiện đúng các định mức chi tiêu đã đề ra trong kế hoạch. Nếu có những khoản chi đột xuất, cần nhanh chóng tìm cách điều chỉnh. Nếu nhu cầu thực tế hay là thu nhập có thay đổi, cần phải cập nhật và điều chỉnh để bản kế hoạch phù hợp với thực tế. Các em vừa tìm hiểu xong nội dung bài 10 lập kế hoạch tài chính cá nhân. Qua bài học các em đã hiểu khái niệm về kế hoạch tài chính cá nhân và các loại kế hoạch tài chính cá nhân. Chúng ta cũng biết cách lập kế hoạch tài chính cá nhân để tự mình lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân của bản thân. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các em làm phần luyện tập. Bài 1. Em hãy cho biết những ý kiến sau đây đúng hay sai, vì sao? A. Lập kế hoạch tài chính cá nhân chủ yếu để thực hiện mục tiêu tiết kiệm. Ý kiến này là sai, vì mục tiêu lập kế hoạch tài chính cá nhân trước hết là cân đối thu chi. Trên cơ sở đó thực hiện được mục tiêu tiết kiệm. B. Tăng thu nhập là nội dung quan trọng trong kế hoạch tài chính cá nhân. Ý kiến này là sai, vì lập kế hoạch tài chính cá nhân nhiều khi không cần đặt ra mục tiêu tăng thu nhập mà chủ yếu là cân đối thu chi và tiết kiệm. C. Lập kế hoạch tài chính cá nhân để có phương án dự phòng tốt cho tương lai. Ý kiến này là đúng, vì nếu có thói quen lập kế hoạch tài chính cá nhân thì sẽ rèn luyện được thói quen chi tiêu đúng mức, có phương án tiết kiệm để dự phòng cho tương lai. D.
Lập kế hoạch tài chính cá nhân để có biện pháp bảo vệ tài chính của cá nhân. Ý kiến này là đúng, vì lập kế hoạch tài chính cá nhân nghĩa là luôn có phương án cân đối thu chi, kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm. Đó là những biện pháp bảo vệ tài chính của mỗi người. Bài 2. Em có nhận xét gì về việc thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân của các nhân vật trong những trường hợp sau? Trường hợp A. Từ khi lập kế hoạch tài chính cá nhân để tiết kiệm một khoản tiền, K sống rất tằn tiện, không dám mua gì vì sợ tốn tiền, sẽ không thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Trả lời, việc thực hiện kế hoạch cá nhân của K là chưa đúng, vi phạm nguyên tắc chi tiêu, vì cắt giảm những khoản chi thiết yếu sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Trường hợp B, Y là người nhiều lần đề ra kế hoạch tài chính nhưng chẳng mấy khi thực hiện được. Trả lời, đây là một biểu hiện tiêu cực vì không chỉ lập kế hoạch mà quan trọng hơn là phải thực hiện được kế hoạch tài chính cá nhân. Trường hợp C, từ khi có kế hoạch tài chính cá nhân, mỗi khi đi chợ, D đều viết sẵn những thứ cần mua ra giấy để mua những thứ cần thiết. Trả lời, đây là một thói quen tốt, vì làm như vậy sẽ xác định chính xác những thứ cần mua, tránh việc chi tiêu tùy tiện, vừa tiết kiệm được thời gian và vừa tiết kiệm được tiền bạc. Trường hợp D, mặc dù có thu nhập khá cao, nhưng cô X vẫn giữ thói quen lập kế hoạch tỉ mỉ cho các khoản chi tiêu trong gia đình. Trả lời, đây là một thói quen tốt, luôn lên kế hoạch cho mọi khoản chi tiêu sẽ kiểm soát tài chính tốt. Bài 4. Em hãy xử lý các tình huống sau. Tình huống A. X và V là đôi bạn thân. Thấy X hay quan tâm đến việc tính toán chi tiêu tiết kiệm để có tiền mua sách, quà sinh nhật cho em, đóng học phí lớp bồi dưỡng tin học. V góp ý với bạn. Sao cậu cứ bận tâm lo tiết kiệm vậy? Mình đang là học sinh nên tập trung vào việc học tập, không nên nghĩ đến chuyện tiền bạc. Nếu là X, em sẽ giải thích với V như thế nào? Trả lời, em sẽ nói với bạn, học sinh có kế hoạch tài chính cá nhân và thực hiện kế hoạch này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn giúp mình rèn luyện được thói quen chi tiêu có kế hoạch, tiết kiệm, làm chủ được tài chính của mình. Rất có lợi, không chỉ trong hiện tại mà cả trong tương lai. Với những bạn có hoàn cảnh khó khăn thì càng cần phải rèn luyện kỹ năng này để giảm bớt gánh nặng tài chính cho bố mẹ và người thân. Tình huống B, bố đi làm xa, mẹ phải về quê chăm sóc bà đang bệnh nặng, nên T được mẹ giao nhiệm vụ lo liệu việc nhà, chăm sóc em H đang học lớp 3, được mẹ cho 700.000 đồng để chi tiêu trong một tuần. T nghĩ chắc lúc mẹ về cũng chưa tiêu hết. Ngày đầu hai anh em không nấu cơm, ra ngoài ăn quán, còn mua thêm mấy món khoái khẩu nên tiêu hết 200.000 đồng. T chợt thấy lo lắng, nếu cứ chi tiêu thế này chỉ 3-4 ngày là hết tiền. Vậy những ngày còn lại thì sẽ ra sao nếu mẹ chưa về? Nếu là T, em có kế hoạch chi tiêu thế nào trong những ngày tiếp theo? Trả lời, nếu là T, ngay lập tức em sẽ lập kế hoạch chi tiêu cho 6 ngày tiếp theo với số tiền còn lại là 500.000 đồng. Như vậy mỗi ngày hai anh em chỉ được chi 84.000 đồng. Cần đưa ra các phương án chi tiêu khác nhau với số tiền này để duy trì mức sinh hoạt cần thiết cho cả hai anh em. Ví dụ, mỗi anh em ăn sáng hết 10.000 đồng, đi chợ mua thức ăn về tự nấu cơm ở nhà mất 50.000 đồng, còn lại 14.000 đồng để chi cho những khoản khác. Nội dung bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô giáo Mignon cảm ơn quý vị khán giả và các em học sinh đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em ở những bài học sau.